Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh chế tạo Lơ từ từ. Hôm nay thì mình sẽ bóc hộp một cái con camera quan sát vừa mới bút trên Lazada. Một con AZ VIP C1HC Full HD. Có thể đồng thời hai chiều hay là nhận dạng được chuyển động. Bây giờ mình sẽ quy hoạch ngoài ra thì mình có mua thêm một cái tai nhớ kèm theo 32 GB. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quy hoạch. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động thử. Thì công ty sản phẩm thì nó sẽ bao gồm hai hộp. Thứ nhất là camera. Camera thì chân có khớp soi. Chúng ta có thể để ở trên tủ. Cũng rất là đơn giản. Dễ quan sát. Phía sau thì sẽ có một cái cụm loa nhỏ để khi đàm thoại thì chúng ta có thể nghe được. Phía dưới thì sẽ có một cái dắt để cắm nguồn vào. Phía trước thì bao gồm một camera và sẽ có một cảm biến phía trước và một cái mic. Một cảm biến và mic, cảm biến bên này và mic ở bên này. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cái phần phụ kiện. Phụ kiện thì sẽ bao gồm các cái sách hướng dẫn. Ở đây thì nó sẽ có một cái mã QR giúp cho chúng ta kết nối với ứng dụng trên App Store hoặc là trên Google Play. Tiếp theo là dây sạc. Chúng ta sẽ có một cái bộ dây để kết nối và một cái adapter. Adapter là sử dụng 5V, 1A. Cũng dây rất là dài. Cái này dài khoảng 2,5 m. Thì cho chúng ta kết nối từ ổ cắm đến camera thì rất là xa, sử dụng vô tư. Giờ chúng ta sẽ kết nối thử. Dây rất là dài luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái miếng hai kèm theo hai miếng dán để chúng ta định vị cái camera của chúng ta ở những cái vị trí ví dụ trên bàn chẳng hạn, thì nó sẽ đơn giản hơn, khỏi cần phải khoan mắt vít. Đó, chúng ta có thể định dạng để trên màn hình cũng được hoặc là để trên tủ gì đó. Rồi, và ngoài ra thì có một cái đế này, chúng ta sẽ dùng bát vít thiết kê vào tường và nó sẽ ở trong này nó sẽ có 500, thì nó sẽ hít cái đế của camera vào rất là chặt. Chúng ta khi gỡ ra rất là khó gỡ nên sẽ không lo bị việc rớt camera ra khỏi cái đế này. Nên nếu mà bắt tường thì chúng ta sẽ dùng cái này. Thì cái này nó không có đi kèm theo hai cái thiết kế. Thông thường thì mọi camera lắp đặt thì nó đều có thiết kế đi kèm. Nhưng mà cái dòng này thì nó sẽ không có. Giờ chúng ta sẽ cắp nguồn cho nó. Ta sẽ cắm nguồn vào thử tín hiệu nó như thế nào. Phần đầu cắm vào thì nó sẽ sáng một cái đèn đỏ lên. Khi chúng ta cắm vào thì nó sẽ khởi động lên và yêu cầu chúng ta kết nối với ứng dụng của điện thoại và có một cái đèn xanh nhấp nháy để chờ kết nối. Giờ chúng ta sẽ lấy một cái điện thoại để kết nối thử. Chúng ta sẽ mở cái ứng dụng AZ Bit lên. Trường hợp các bạn mà chưa có thì hãy cài cái ứng dụng AZ Bit này theo cái hướng dẫn. Thì chúng ta trong này sẽ có hướng dẫn để chúng ta kết nối tại ứng dụng ACBIT. Chúng ta có thể gõ là AZ BIT. Thì khi mà có cái biểu tượng như thế này
icon như thế này và có chữ exhibit, thì chúng ta sẽ bấm vào cài đặt. Vì cái này mình đã cài rồi thì chỉ cần mở ra thôi. Thì ở đây thì mình có đoạn kết nối rất là nhiều camera. Bây giờ thì mình sẽ kết nối một cái camera này bằng cách nhấn vào dấu cộng, gắn thiết bị, chọn camera, và chúng ta sẽ quét cái mã QR. Có hai mã QR, một là mã QR nằm ở trên sách hướng dẫn, hai là nằm ở phía dưới đáy của camera. Chúng ta có thể sẽ quét cái mã ở đáy camera sẽ. Này, cái này buổi tối nó hơi mờ. Đó. Chúng ta cũng có thể quét được. Thì nó sẽ định dạng được đây là một cái modem CHC C1HC. Rồi. Đèn báo nhấp nháy. Ở đây mình sẽ có một đèn báo nhấp nháy và chúng ta cứ tiếp tục. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chọn nhà mạng. Rồi. Chúng ta chờ một xí thì nó sẽ kết nối. Và tiếp theo thì khi đã kết nối, thấy được thiết bị thì chúng ta sẽ đặt tên. Đang kết nối tới wifi, vui lòng đợi. Đó, thì camera nó đã sẽ kết nối tới wifi. Rồi, camera nó đã báo là kết nối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái tên để phân biệt đăng được. Đăng ký platform thành công. Vì nhà chúng ta có nhiều cái camera thì chúng ta sẽ chọn một cái tên bất kỳ để phân biệt được nó đang ở phòng khách, ngoài trời hay là văn phòng. Ngoài ra chúng ta có thể đặt một cái tên khác, ví dụ như là ngồi, ví dụ như là ban công. Đó, chúng ta lưu vào. Cấu hình thành công. Chào mừng bạn đến với Internet. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được. Âm thanh. Chúng ta sẽ bấm lưu. Sẽ dùng bằng thẻ nhớ. Thì mình có mua một cái thẻ nhớ 32GB sẵn đây rồi. Xíu nữa thì sẽ bỏ vào. Đây, một cái thẻ nhớ 32GB. Ở đây thì mình đã kết nối được với cái camera rồi. Thì nhìn rất là nét, rất là rõ luôn. Nhìn rất là rõ. Hiện tại thì chúng ta đang sử dụng lưu trữ bằng đám mây, thì chúng ta click qua đây thì sẽ sử dụng thẻ nhớ, thì nó ghi là vui lòng cắm thẻ nhớ. Thì chúng ta sẽ cắm thẻ nhớ vào và sẽ nhìn vào biểu tượng của thẻ nhớ, thì chúng ta sẽ để theo chiều, đặt theo chiều của thẻ nhớ và cho thẻ nhớ vào. Rồi. Rồi. Bây giờ thì khi vì chúng ta gắn thẻ nhớ sau nên nó chưa nhận, chúng ta vào đây kiểm tra thử. Trạng thái lưu trữ. Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra thì nó ghi là không có thẻ nhớ này. Thì vì chúng ta mới cắm này nó chưa nhận, thì bây giờ chúng ta thử khởi động. Khởi động lại thiết bị. Thì chúng ta sẽ thấy đèn trạng thái thì nó sẽ để màu đỏ là để nó đang khởi động lại. Chúng ta chờ trong giây lát để cho nó nhận. Tiếp theo thì chúng ta vô cái phần lưu trữ, thì sẽ thẻ nhớ đã nhận rồi nhưng mà nó chưa định dạng. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào thẻ nhớ và chọn là định dạng. Khi định dạng thì nó sẽ xóa format lại thẻ nhớ và xóa hết thông tin lưu trữ. Và bây giờ thì nó sẽ định dạng lại thẻ nhớ. Vì mỗi thiết bị thì nó sẽ định dạng cấu hình cái thẻ nhớ khác nhau để nó lưu trữ những cái thông tin folder, những cái file config cấu hình cho cái camera.
Rồi, bây giờ nó sẽ đã báo là được dạo lại và trạng thái là bình thường. Thì lúc này thì chúng ta sẽ lui ra. Và chọn trạng thái lưu trữ. Thì chúng ta đang lưu trữ trên thẻ nhớ ngày hồi lát và bật cái chế độ là lưu trữ hàng ngày. Thì nó cảnh báo chúng ta là sợ thì thiết bị ghi đề hàng ngày thì nó sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của cái thẻ nhớ. Thì chúng ta lưu trữ cái thông tin của thẻ nhớ. Và ở đây có một cái cài đặt đó là thông báo hậu tuyến. Khi bật cái chế độ thông báo hậu tuyến thì khi mà thiết bị nó bị mắc kết nối hoặc là không có mạng hay là mất điện thì nó sẽ báo qua mail và nó sẽ thông báo trên app cho chúng ta biết. Này để chúng ta đồng thoại. Hello. Một, hai, ba. Đó, vì để gần thì chúng ta sẽ bị hú. Nếu muốn tách thì chúng ta phải đi ra xa một chút. Vì cái này mình đang ngồi gần nên mình chỉ bấm để thử nghiệm thôi. Chúng ta có thể chụp ảnh màn hình hoặc là quay màn hình và phát lại. Phát lại thì nãy giờ nó đang lưu trữ trong thẻ nhớ rồi, thì chúng ta có thể xem lại. Rồi. Thì video tới đây là kết thúc. Mình đã review xong cái sản phẩm mới mua được. Thì cái camera này thì mình mua về để cho gia đình bên vợ sử dụng, để khi mà muốn gọi điện về thì có thể gọi qua cái camera này. Vì ở nhà thì bố mẹ lớn tuổi thì không có dùng điện thoại thường xuyên, nên mình có thể sử dụng camera này để nói chuyện giao tiếp hoặc là coi thử ba mẹ có ở nhà không, hoặc để quan sát. Thì ở quê thì thường đi làm cả ngày. Và để phòng mà trộm cắp xảy ra. Đó, thôi chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.